Tiếp đến chúng con xin mời ở Zoom 336 Nguyễn Thị Đức pháp danh Diệu Đạt ở Sơn La. Di Đà Phật huynh, Dạ. Di Đà Phật. Dạ, mà mic mở rồi con mời bác đặt câu hỏi ạ. Di Đà Phật, Dạ, bà, bác ơi, bác có thể tắt cái máy niệm Phật, ở trong nhà bác hình như có máy niệm Phật cho nên hơi ồn. A Di Đà Phật, nghe được chưa ạ? Dạ, dạ À, nghe bác được nói rồi. chậm chậm nha. Dạ, A Di Đà Phật ạ. Con kính chào đạo cư sĩ Diệu Âm. Con xin kính chào ban tổ chức. Con trước hết là con có lời tri ân đến cư sĩ Diệu Âm. A Di Đà Phật, trong nhiều đời nhiều kiếp chúng con là phàm phu tục tử, đời này cũng rất là ngu si ở miền biên địa xa xôi, nhưng gặp được cái pháp môn hộ niệm, gặp được cư sĩ Diệu Âm, chúng con kính trọng cư sĩ Diệu Âm như là một người cha người mẹ chúng con. Vì là chúng con hàng phu tục tử mà biết biết được cái pháp môn hộ niệm này vô cùng vi diệu, vô cùng tuyệt vời. Con cha mẹ sinh ra nhưng mà chúng con chỉ sống đời này, nhưng đối với cư sĩ Hiệu Âm thì thật là phúc đức chúng con mới được gặp ngài. Chúng con là quyết tâm niệm Phật để cầu vãng sinh về Tây phương cực lạc quốc, để báo hiếu cho ông bà cha mẹ, cứu độ ông bà cha mẹ, cứu độ tất cả chúng sinh oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp chúng con. Con có một câu hỏi, con xin ngài giúp con. Con cũng rất là tri ân thầy Hạnh Phúc, con đi cũng vào đường dung của thầy nhiều, có những cái việc gì khó khăn con hỏi ngài thì ngài sẵn sàng trả lời cho con. Khi con gọi điện thì ngài không nghe, nhưng sau đó ngài rỗi, ngài không có việc thì ngài lại gọi cho con ngay. Thì thầy Hạnh Phúc thật là cũng một ý vị cứu tinh cho con, để giúp con trong con đường tu. Thì con có một cái câu hỏi này đơn giản, con xin thầy giúp con, cư sĩ Diệu Âm giúp con. Con kính thưa cư sĩ Diệu Âm, em họ con ý là cũng 20 năm ở Việt Nam là không mộ được, là họ còn mê tín. Thì vì là cứ 49 người lại có một người chết theo, rồi 49 người tiếp đã chết, rồi có một người trăm ngày lại có người chết, có những lúc nào dỗ đầu có người chết, cho nên cái dòng họ đấy người không thể bốc mộ được. Thì họ cũng con rất là khổ vì em họ, cho nên con phải đến con giúp. Thì con chỉ đến con bảo mọi người là lễ Phật niệm Phật, anh em từ người 85 tuổi cũng đến lạy Phật với con, và con cũng xin hướng dẫn cho các vị trong pháp giới là con bảo trong nhiều đời nhiều kiếp cái dòng họ này cũng có những cái mà vi phạm đến các quý vị, có thể giết hại các quý vị, làm sai lầm các quý vị đang đọa lạc. Nay các vị về đến đây thì báo ân báo oán, các vị đòi nợ thì chúng con chẳng dám can thiệp sâu bồ cái nhân quả. Nhưng nay bây giờ đời hậu thế này thì rất là khó khăn, thì con cũng xin là phóng sinh tu phúc lại Phật niệm Phật để sám hối và hồi hướng công đức quý ngài, xin được quý ngài tha thứ. Thì chúng con làm cho một ba buổi, một ngày rưỡi, thì tất cả anh em trong họ là họ ăn chay hết. Mấy ngày con đến là họ cúng tế là chay, cả dòng họ ăn chay luôn. Thì con thấy rất là hoan hỷ. Từ đấy trở đi là bây giờ họ là không có việc gì nữa, mà trước là thầy Tứ Phủ Lâm Lễ có thầy 100 triệu, có thầy 70 triệu, có thầy 50 triệu mà không được đi xem bói. Cái dòng họ này trùng nặng quá, không thể giải quyết được, ai làm lễ 1 tỷ cũng không được. Tuy nhiên đến con làm xong thì là chúng con thì chỉ không biết làm gì, chúng con chỉ khai thị cho các quý vị là chúng con chả có năng lực gì cả. Nhưng con xin giới thiệu cho quý vị là pháp môn niệm Phật có đức từ phụ A Di Đà, ngài là rất là tin thương chúng sinh, ngài thương con, thương chúng sinh hơn cha mẹ thương con đẻ của mình. Vậy con xin các quý ngài hãy tin sâu niệm thuyết và niệm danh hiệu của ngài, nhân cơ hội này các quý vị được vãng sinh về Tây phương cực lạc quốc. Thì thật là thù thắng, chúng con chẳng có năng lực gì cả, chúng con xin giới thiệu với quý vị. Thì chúng con làm lễ 3 ngày, bây giờ là không có
trường hợp gì Di xảy Đà ra Phật, nữa. bác ơi, bác có thể đi thẳng vào câu hỏi để tiết kiệm thời gian vì thời gian cũng Vâng, đã thế hết con rồi. xin hỏi thầy là con xin hỏi thầy là con làm như thế có được không? Con có làm sai khác không? Con cũng rất là áy náy tại vì con đi giúp họ như thế thì mình đi hộ niệm mình có được làm những việc đấy không? Đấy, thì con xin ngài hoan hỷ giải thích cho con và một Dạ, A trường Di hợp Đà Phật như xin là hỏi con. bác cái này nè. Bác hồi nãy bác Vâng. nói là có một người chết rồi sau đó 49 người chết nữa, hay là ông thầy bố nói là sẽ có 49 người chết nữa Không hay ạ. sau đó? Không phải ạ. À. Cứ 49 ngày họ lại bị chết một người nữa ạ. À. Vâng. Tức 49 là ngày trong chết nặng 49 họ ngày sẽ có một người chết nữa, mà có thật không? có ạ. À. Có làm Mỗi sao? ngày họ lại có người chết. Vâng. Họ cứ chết liên tục như thế ạ. À. Vâng. Thế cho Mà nên đã làm rồi họ hả? dạ có rồi ạ. À. Thì con mới mới xuống đi giúp họ là anh em nhà con thì con phải làm. Thế là con cũng chỉ là hướng dẫn họ niệm Phật thôi. Thì con nghĩ là con xin phép thầy là con làm như thế là có sai pháp không? Tại vì là con là trưởng ban hộ niệm thì con có được làm những việc đấy không? Tại vì bất bất khả kháng thầy ơi trong dòng họ thì con phải giúp ạ. À. A Di Đà Phật con xin hỏi thầy là con À, giải thích gì thì có được không ạ? à, A Di Đà Phật ạ. nhiều khi mình không chết mà đi vào cảnh chết là do cái tâm của mình đã suy sụp đến chỗ mình phải chết luôn. Có nhiều người sợ ma quá mà chết. Xin thưa thật với chư vị, giờ ông đưa ra những cái điều hết sức cụ thể là việc không thành có, việc có thành không. Ví dụ như những người mà thường ngày nằm ngủ bị bóng đè, nếu những người mà bị bóng đè gặp dự âm giải quyết 2-3 ngày là hết, tự nhiên vui vẻ. Tại vì sao? Tại vì chư vị cứ hỏi thử coi người nào sống trên đời này mà ít ra không bị một lần hai lần bị bóng đè, phải không? Cái đó hoàn toàn là cái chuyện bình thường, chỉ là một cái bệnh lý sơ sài. Nó chỉ xảy ra cho mình một vài giây, chỉ cần một người nào đánh dỗ mình cái bóp là xong, còn không thì một nước mút mắt cái tay được là xong, có gì đâu. Đấy là chỉ là bệnh bệnh trạng do cái tâm lý tệ hại suy sụp mà sinh ra. Nếu chư vị đem cái chuyện bóng đè này mà hỏi ông thầy bói thì chư vị sẽ bị năm này qua năm khác, ngày nọ qua ngày kia, coi chừng cuộc đời của chư vị chết vì chuyện này mà không hay. Tại sao vậy? Tại vì thực sự là cái chuyện không có mà người ta dựng lên là có. Bóng đè mình thấy lúc đó tinh thần của mình thì sợ muốn chết luôn. Tại sao cái thân thể mình đã nằm im rụt không được, mà thực ra là vì tâm lý đã tệ hại làm cho cái cơ thể mình nó suy sụp một vài giây tự nhiên. Rồi ảo giác của mình thấy nào bóng này bóng nọ, nào ma này ma nọ, bị người ta dọa lên một cái mình nghĩ ồ như vậy là mình quỷ mình ma, làm cho tinh thần mình suy sụp, càng suy sụp chừng nào thì càng bị tình trạng này nhiều chừng đó. Nhiều khi chính mình bị đại nạn trong đó mà không may. Chứ thực ra thì cái đó có gì, ăn uống điều độ lên, vui vẻ lên, không sợ sệt gì cả. Đừng nên uống thuốc, đừng nên uống cà phê nhiều quá, đừng nên thay đổi chương trình ngủ nghỉ nhiều quá, đừng có bị stress nhiều quá, tức là đừng lo lắng nhiều quá, tự nhiên giải tỏa tất cả. Ấy thế mà gặp những người ta dù hù dỗ mình, hù dỗ càng nhiều thì mình đang sợ lại càng thêm sợ nữa, sợ đến nỗi hệ thần kinh mình tê liệt luôn, làm không được. Hỏi chư vị làm sao mà không chết? Cho nên mong chư vị phải nhớ quyết tâm niệm Phật đi. Vì vậy cho nên bác hướng dẫn như vậy là đúng. Khuyên người ta phải vững mạnh lên, niệm một câu A-di-đà Phật chí thành chí kính, chư vị được chư Bồ-Tát tiếp cận gia trì. Hỏi rằng cho ma chướng nào, trùng tán nào, quỷ trùng nào mà dám qua mặt chư vị Bồ-Tát mà hại mình. Chỉ vì mình không chịu theo Bồ Tát mà cứ theo ma thì ma dọa tới chết luôn, sợ mà chết. Chứ có gì đâu. Chư vị cứ hiểu, có nhiều người sợ quá đứng tim mà chết. Đứng tim mà chết. Tại vì thần kinh của mình nó suy sụp thì nó không điều hành được cơ thể mình.
những cái nhịp tim là do hệ thần kinh điều khiển quả tim nó đập. Hệ thần kinh của mình đã liệt rồi, đã sơ rồi, không điều khiển được, tự nhiên mình bị gọi là suy sụp, gọi là suy tim đó, mà mình đứng hơi mình chết. Mong chư vị phải lấy tinh thần lành mạnh mà giải cứu lấy mình đi. Niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hiểu được lý đạo của Phật dạy, tâm mình mạnh mẽ, nghiệp lực tự nhiên thua. Tâm mình mạnh mẽ, bản thân trai chủ cũng hộ pháp cho mình. Tâm mình mạnh mẽ, tứ phủ cũng hộ trì cho mình. Tâm mình mạnh mẽ, trùng tan cũng phải yểm trợ cho mình. Còn tâm mình không mạnh mẽ, không đi theo Phật thì mình đi theo ai đó, theo người nào đó không đúng chánh pháp thì họ đem tà pháp ra mà dọa mình, do mình tức thất điên bác đảo. Rõ ràng tất cả đều do tâm mình tạo là như vậy. Cho nên chư vị khuyên như vậy là đúng, nhưng người nào không nghe thì cũng đành chịu thua. Mong chư vị phải lấy chánh pháp ra mà cứu lấy đời mình, còn không thì thời mạt pháp này gọi là pháp nhược ma cường. Chư vị sới một cái thường thường bị nạn là như vậy đấy nhé chư vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm cảm niệm công đức là quý sĩ Du Âm. Và câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng của buổi Zoom hôm nay. Kính thưa các cha các má, thật là vô cùng hoan hỷ qua những câu hỏi hôm nay, nhờ những lời giảng giải của lão quý sĩ Du Âm, mà chúng con thấy rằng hàng phàm phu chúng con phải thật sự là phải nương vào pháp hội niệm, phải nương vào bạn đồng tu, phải hết lòng vì cái hệ mạng của mình mà nghiên cứu thật kỹ pháp hội niệm, để cho chúng ta vượt qua được những cái chướng ngại, những băn khoăn thắc mắc mà sai lầm của chúng ta xưa nay, mà chúng ta cứ chấp vào đó thì con đường vãng sanh sẽ bị chướng ngại rất nhiều. Kính mong các cha các má hãy trân quý những giây phút lên đường Zoom lắng nghe lão cư sĩ Du Âm khai thị, lắng nghe là cái sự dịu âm trả lời một số thắc mắc của bạn đồng tu, để chúng ta cùng nhau học hỏi, sửa đổi những sai lầm, nghiên cứu pháp hội niệm thật kỹ, ráng cố gắng kết hợp nhóm với nhau để nhắc nhở nhau tu hành cho tốt. Và Nam Mô A Di Đà Phật.